Apple bị kiện vì sử dụng vật liệu không đạt chuẩn khiến iPhone 7 bị hỏng. Tòa án tại tiểu bang Illinois, Mỹ vừa tiếp nhận một đơn kiện Apple, cho rằng công ty đã biết nhưng vẫn sử dụng vật liệu không đạt chuẩn, khiến cho bộ điều khiển âm thanh trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus bị hỏng trong quá trình sử dụng. Theo đó, ba nguyên đơn nói rằng iPhone 7 của họ bị khiếm khuyết IC âm thanh đi kèm các dấu hiệu cho thấy phần cứng bị lỗi giống hệt như lỗi lúc Dysis từng được phát hiện trên lượng lớn IPHONE7 và 7PLUS vào năm 2018. Trong hồ sơ, các nguyên đơn cho biết họ đã thấy nút bật loa ngoài bị sám khi thực hiện cuộc gọi, mất khả năng ra lệnh cho Siri, ứng dụng Voice Memos không hoạt động, độ trung thực của micro bị suy giảm và nhiều vấn đề khác về âm thanh. Các thiết bị dính phải lỗi này đã được Apple bán ra từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2018. Nguyên nhân chính dẫn đến lỗi lúp DICIS trên IPHONE7 là do chiếc điện thoại này có thiết kế chưa tối ưu. Khung nhôm được làm từ vật liệu không đạt tiêu chuẩn khiến thân máy bị uốn cong đúng vị trí đặt IC âm thanh trên bo mạch. Theo thời gian, mạch nối với chip âm thanh dần bị lỏng ra và gây nên hàng loạt vấn đề liên quan. Theo báo cáo của tạp chí Motorbot trong năm 2018, các kỹ thuật viên độc lập có thể khắc phục được lỗi trên bằng cách tháo chip âm thanh và hàn thêm một đoạn dây dẫn nhỏ giữa nó với bảng mạch. Vụ kiện thừa nhận rằng biện pháp khắc phục duy nhất là sử dụng một đoạn dây hàn thêm để giúp IC âm thanh tiếp xúc với bảng mạch, ngay cả khi vỏ máy bị uống cong. Apple từng phải đối mặt với nhiều vụ kiện tương tự trong quá khứ, đặc biệt là lỗi cảm ứng hàng loạt xảy ra trên IPHONE6 khi mối hàn giữa chip điều khiển với bảng mạch cũng bị lỏng do vỏ máy dễ bị cong. Trong tài liệu sửa chữa nội bộ của Apple, công ty đã thừa nhận sự cố âm thanh trên iPhone 7 nhưng từ chối bảo hành miễn phí.